Và mọi người đang xem livestream của chúng ta ngày hôm nay. Chào đón mọi người đến cái chuỗi livestream của PT Hub cùng với các vị khách mời của chúng ta nói về những chủ đề liên quan đến du học, đời sống Úc và cũng như định cư tại Úc. Ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta là khá là đặc biệt và có một cái tên gọi đó là cơ hội định cư Úc dễ dàng từ visa 462. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta tham gia vào cái hành trình đến nước Úc bằng visa 462, một cái tấm vé vàng, thì mở ra cho chúng ta rất là nhiều cơ hội để chuyển đổi thành visa du học, để trở thành những du học sinh, để học thêm những kiến thức. Ngoài ra thì chúng ta có những cái cơ hội về lao động, được chủ bảo lãnh và cũng như là được ban bảo lãnh ở lại tại Úc, tức là cái con đường định cư tại Úc. Và đó là chủ đề chính trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong buổi livestream này, những vị khách mời của chúng ta sẽ đem đến cho chúng ta những cái thông tin rất là hữu ích. Và có thể giúp đỡ cho chúng ta trong cái hành trình định cư tại Úc. Thì đồng hành với Huy ngày hôm nay sẽ có hai vị khách mời. Thứ nhất đó chính là Tâm, là một trong những người thật việc thật đã cùng đồng hành BT Helper và cũng như là trên hành trình từ chuyển đổi từ visa 462 qua một cái visa mà bắt cầu lên thường trú nhân tại Úc. Và một vị khách mời nữa đó là anh Tuấn Đỗ, đến từ công ty di trú Skill Direct. Thì bây giờ thì chắc là Huy sẽ dành mà một ít phút cho các anh để các anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người và cũng như là những ai đang đón xem cái livestream này biết về chúng ta. Ok, thì chắc là mời anh Tuấn trước nha. Dạ rồi. Rồi chào mọi người, chào anh Huy. Thì mình là Tuấn Đỗ, tên tiếng Anh là Charles. Mình đang là cố vấn di trú Úc. Thì cố vấn di trú Úc nó tính tiếng Anh nó gọi là Australian Resident Migration Agent, nhưng mà bình thường người Việt mình hay gọi là MARA. Thì đồng thời mình cũng là giám đốc và là cố vấn di trú của công ty Skill Direct. Đó là phần giới thiệu về mình. Rồi Ok. Tâm có thể bắt đầu giới thiệu em. Tâm, anh mời Tâm nha. Xin chào tất cả mọi người. Thì mình tên là Tâm, hiện tại mình đang ở Adelaide với visa 462 năm nhất. Thì mình cũng đã qua qua Úc được khoảng 11 tháng rồi, thì qua từ năm rồi. Hiện tại thì lúc mà qua đây qua Úc đến nay mình chỉ ở Adelaide thôi, cũng chưa đi đâu hết. Cũng nay rất là hân hạnh thì được mà anh Huy, anh Tuấn mà lên sóng để cùng chia sẻ các cơ hội định cư và học PT và làm các skill assessment các ngành nghề. Xin chào. Theo như cái trí nhớ của anh ấy, thì em đã đến với PT Helper từ những năm 2019 là rất là lâu rồi. Và Đúng lúc rồi. đấy thì em theo một cái dòng visa khác, tức là dòng cũng là một dòng visa định cư tay nghề. Tuy nhiên là cái điểm số nó đã tăng rất là lớn, rất là nhanh. Và bẵng một thời gian thì anh vẫn thấy là em chỉ có ôn luyện PT thôi. Và đùng một cái là em nói với anh là anh Huy ơi, em sắp có Úc bằng visa 462. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người một chút xíu là tại sao mà em lại có quyết định là đi có Úc bằng visa 462 không? Thì cũng chia sẻ trước là em cũng theo mấy cái chương trình này cũng lâu rồi, cũng từ năm 2019 lúc em học với anh hồi còn ở cái chỗ mà học offline á, ở đường Nam Kỳ á, thì cũng nay cũng mấy năm, 4 năm hơn rồi. 4 năm rồi. Trước thì em cũng theo mấy cái của offshore 190 với 489 89 á, nhưng mà cái lúc đó cái điểm nó cao quá, em lại lấy lên PT lên 79 hoài không nổi, cho nên điểm nó cứ không không lên được. Cho nên cái lúc mà tự nhiên cái em không biết cái giai đoạn là năm 20 á, cái không biết em không nhớ ai là ai chia sẻ cái 462 này, cái bắt đầu em thấy cái em bắt đầu em đăng ký, lúc đó là còn tự giới thiệu mà cũng chắc cũng hên hay sao á, đăng ký vô nhảy vô đăng ký lần đầu cái là được luôn, được số 500 mấy á, lúc là 750, 750 xuất. Cái là tưởng là ồ chắc ngon rồi, đợt này tao sẽ được đi, cái dịch cái gọi đóng cửa cái gọi nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Nhưng mà cuối cùng là cũng sau đó sau dịch là cấp hàng loạt vào tháng 11 năm 2021 lại bắt đầu mới qua đúng không? Dạ đúng rồi, lúc là bắt đầu nó renew lại, bắt đầu cấp lại, bắt đầu lúc đó là nghĩ là nó tự nhiên giờ không cho qua, bây giờ kêu cho qua nữa mà không đi thì uổng, cho nên rồi xong rồi quyết Ok. định vào Và qua lúc luôn. đó là Nói cái anh độ thật sự tuổi, không sai luôn, lúc đó là cái độ tuổi của em là nó ở tầm bao nhiêu? lúc đó là em là 29 nè, lúc đó là Ồ, em là gần gần đã hết tuổi luôn rồi đúng không? gần gần tới hết tuổi rồi, cho nên đi là vừa đủ gia hạn thôi đó.
Rất là may mắn đúng không? Ừ. Ok, thì khi mà nói về visa 462 một chút đó, thì Huy muốn hỏi Tuấn đó là nhiều bạn nhiều và nhiều người cho rằng là visa 462 là một tấm vé vàng á, Jonas. Thì không biết là Jonas có thể chia sẻ một chút xíu về quan điểm của mình về cái nhận định này được không? Tại sao mà mọi người lại cho rằng là 462 là một tấm vé vàng và những cơ hội nào cho 462? Tức là theo quan điểm của em á nha anh Huy, thì trước giờ 462 nó sẽ cho các bạn cơ hội là các bạn được expose, các bạn được trải nghiệm nước Úc. Tức là nếu mà chúng ta, tức là nhìn trên góc điểm quan điểm của một cái người mà chưa bao giờ đến Úc thì chúng ta chưa biết Úc là cái gì đó. Thì nếu mà chúng ta đến rồi thì chúng ta liệu là cái câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta trước khi chúng ta đưa ra một cái quyết định là chúng ta đi định cư Úc đi, thì chúng ta có nghĩ là chúng ta sẵn sàng hay chúng ta có chắc là nếu mà định cư hay là như thế nào đó thì chúng ta sẽ tốt hơn không? Thì cái Đúng. 462 này nó cho các bạn cơ hội để tới đây để trải nghiệm, để kiếm tiền. Và nếu thật Đúng. sự mấy bạn muốn ở lại thì mấy bạn sẽ lấy cái cơ hội này để saving, để tiết Ừ. kiệm tiền để mà có thể đăng ký qua các loại visa du học, hoặc là những cái loại visa định cư mà phù hợp với cái background hoặc là cái profile hiện tại của mấy bạn. Đúng không ạ? Ok, và đúng chính xác là như vậy. Thật ra thì anh đã từng là một du học sinh và anh nghĩ rằng là cái thời của anh vào năm 2014 là chưa có cái visa 462. Ok, tiện đây thì nhắc sơ nói sơ một chút xíu về visa 462 cho những ai chưa biết là đi mọi người có thể biết. 462 là một cái visa được gọi là working holiday visa, tức là một cái visa giúp cho chúng ta có Úc vừa đi du lịch và vừa đi làm được, và chúng ta hoàn toàn có thể làm full time. Và cái điều kiện nó khá đơn giản, đó là chúng ta chỉ cần là trong độ tuổi từ 18 tới 31, tốt nghiệp đại học cao đẳng hoặc năm 2, đó là những điều kiện được đặt trên cái bộ thông tin của bộ di trú. Và đặc biệt nhất là tiếng Anh của chúng ta là cần PT30 là chúng ta hoàn toàn có thể nộp. Ok, và một năm như vậy thì nó sẽ có những cái suất nhất định thôi, và chúng ta cần phải là nhanh tay để chúng ta có thể đạt được cái suất này cho mình. Thì giống như Jonas có chia sẻ đó là với cái visa này sẽ giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm trước khi mà chúng ta quyết định một cái việc gì đó. Thì bản thân Huy, nếu như mà ngày xưa, nếu mà là từ thời sinh viên mà chúng ta có được cái trải nghiệm này, có được visa này, chắc chắn Huy cũng sẽ muốn để mà chúng ta có thể thử nó, và đặc biệt đem lại chúng ta rất nhiều cơ hội. Tại vì khi chúng ta đi du học thì có thể chúng ta sẽ tốn tiền đúng không ạ? Nhưng mà đối với visa 462 thì chúng ta sẽ kiếm tiền, sau đó thì chúng ta mới đi du học đúng không? Và có rất nhiều cơ hội mở ra. Thì với cái việc mà nói về cái cơ hội cho visa 462 như vậy á, thì không biết là Tuấn có thể là nhanh gọn lại điểm sơ qua một số cái cơ hội mà ví dụ như một cái người mà nắm cái visa 462 thì các bạn có thể đi đến cái chặng đường cuối cùng là định cư tại Úc, từ cái việc du học hay là từ việc nộp thẳng là như thế nào không? Một số cái là điểm qua thôi. Ok, thì một số con đường cơ bản của visa 462 á, để mà thí dụ như các bạn lấy 462 và bạn đi lên Úc rồi thì nó sẽ có một vài đường basic để mà ở lại như thế này. Có thể là visa chủ bảo lãnh thì có thể là 482, 186 nếu bạn thỏa mãn điều kiện về yêu cầu về tiếng Anh và yêu cầu về thẩm định tay nghề và có một cái người chủ ở đây, employer đây, mà người ta đủ điều kiện để người ta sponsor, người ta bảo lãnh cho bạn. Nghĩa là visa chủ bảo lãnh nha. Rồi có thể là ok, bạn đi qua 462 thì bạn gặp partner của bạn, đó là một cái người mà người ta người Úc ở PR citizen bên này, người ta kết hôn với bạn để bạn người ta bảo lãnh bạn ở lại. Ok, thì cái đó là cái đường theo kiểu family partner visas đúng không ạ? Và cái đường thứ ba nó có thể là du học Đúng rồi. đúng không ạ? Và du học thì nó chỉ cho bạn là cơ hội để bạn ở đây thêm extend được thời gian ở đây và bạn lấy được visa 485 để bạn sau tốt nghiệp, sau khi bạn tốt nghiệp. Và cuối cùng bạn vẫn phải nộp các visa định cư mà theo kiểu tay nghề, như là visa 189, visa 190 hoặc visa 491 tùy vào cái nghề của bạn và tùy cái bạn ở cái bang nào, đúng không ạ? Ok, như vậy Đó là đi những một cái đường sơ cơ loại bản. là kết hôn, du học, rồi sau đó ở lại với tay nghề của mình, hoặc là chủ bảo lãnh, nhưng mà cũng phải có tay nghề đúng không ạ? Tất Đúng cả rồi. mọi cái là đều phải là tay nghề, trừ cái kết hôn ra đều phải là có Đúng cái rồi. Đúng rồi. tay nghề. Như vậy thì cái trường hợp của Tâm hiện nay theo như anh được biết, và cũng như là chúc mừng em, mặc dù là chưa có phải là đến cái bước cuối cùng, thì anh được biết là Tâm đã nhận được đề cử để mà nộp cái visa tên gọi là 491 đúng không ạ? Đúng rồi. Của bang Nam Úc, và cái stream này chúng ta gọi là Outer Regional đúng không ạ? Tạm dịch ra là như là coi như là vùng thưa thưa của thưa dân á, như vậy đó Đúng đúng không? Nông thôn của nông thôn đó. rồi. thì thì à, thì anh vẫn chưa hiểu lắm về cái hành trình và cũng như cái loại visa này. Thì trước khi mà để anh Jonas có thể chia sẻ chi tiết về nó, thì anh cũng muốn anh và mọi người muốn nghe Tâm chia sẻ là Tâm đã đi từng bước như thế nào với cái dòng visa này và Tâm đã nhận được nó như thế nào.
cái này đó em chia sẻ nó cũng dài lắm. Thì cái hành trình em nó bắt đầu từ khoảng 2019, lúc mà em bắt đầu học BT với anh á. Bắt đầu lúc đó là bắt đầu em làm skill assessment, là lúc đó em đã có skill assessment rồi. Thì khoảng 2019 là lúc đó em có BT 65 với skill assessment, nhưng mà em không có nộp hồ sơ được do cái điểm lúc đó nó quá cao. Đúng Nên rồi. lúc đó cái em bắt đầu em mới cũng may mắn là em đăng ký được cái 462, cho nên mà em bắt đầu em trong đầu em mới nghĩ ra một cái đường á, bây giờ đi offshore không được á, bây giờ mình sẽ nhảy qua vô onshore, mình kiếm cái bang nào á, nó nói là thôi giờ mày ở ở đây nhiêu năm nhiêu tháng là tao cho mày TABA. Cái đầu em tìm tìm hoài mà không thấy, cái là lúc em quý quá, cái đầu em mới hỏi anh Tuấn. Và lúc lúc mà bắt đầu nó ra lại 462 cho em á, là em hỏi anh, bút ý anh Tuấn là bây giờ em đang cái case em như vậy đó, là anh Tuấn có cái đường hướng nào mà nó fast and furious, cái nào mà nhanh nhất luôn á, là coi như là nhảy qua là lụm liền đó, là cho em, là chứ giờ em đi trễ quá em đi không được, tại vì nó bị lố tuổi. Rồi. Thì anh Tuấn lúc đó mới chỉ với em là bây giờ chỉ có một cái đường mà nhanh nhất là nhảy ra ngoài Outer Adelaide để kiếm được kiếm job, mà làm cái gì cũng được hết. Rồi lúc đó bắt đầu em mới kêu bên suy nghĩ, bắt đầu cũng cũng hết mấy tháng em bắt đầu mới nghĩ là em quyết định em nghỉ cái job ở Việt Nam. Thì lúc đó cũng job cũng đang ngon rồi, đang cũng thăng tiến này kia, nghĩ cũng hơi uổng, nhưng mà thấy cái cơ hội trước mắt, đi Úc trước mắt thì cũng cũng thôi mình cũng cũng đi luôn. Cái đầu lúc đó là bắt đầu có đường hướng hết tất cả, bắt đầu em mới đi, em mới book vé máy bay, clear hết tất cả đường, bắt đầu mới book vé máy bay đi qua Úc. À, lúc đó em qua Melbourne một ngày, xong rồi em nối chuyến qua Adelaide. À, em đi thẳng Adelaide rồi, lúc đó là tháng tháng 5 năm rồi, năm 2022. Thì em cái lúc đó outer là em không có tìm được cái job, mà cũng không có tìm kiếm được ai hết trơn á, cho nên em ở Adelaide em chờ thời hết mấy tháng, khoảng 4 tháng. Bắt đầu hên cũng may mắn lúc đó là có một bạn ở, cũng ở đang chỗ em lúc đó, là ở là cái dùng cái tôi dùng là gọi là Port Augusta, là cách Adelaide khoảng 3 tiếng rưỡi lái xe đó. Thì nếu mà mình so sánh Adelaide, mà mọi người đã nói Adelaide buồn, thì nói thiệt lên đây không không có cái gì hết luôn. Adelaide là đây là có nghĩa là chỉ có sa mạc thôi, chứ không có cái gì. Em nói quá người ta bỏ chạy hết rồi em. Thì đó nó là cái vùng mà thưa dân của nông thôn, của thưa dân gì mà, thì Đúng đó không? là như vậy. Thì nói trước để mọi người mình tưởng tượng ra là mình, ví dụ mình ở Adelaide mà mình nói chán thì lên đây là không không có tưởng tượng được. Lên đây rất Ok. chán. Nhưng mà cái sau đó em bắt đầu em nạp cái chớp chớp mấy cái chớp ở đây, thì em mới bất ngờ em nghĩ là chắc ra ngoài thưa dân chắc còn dữ lắm, còn dốt dữ lắm. Em nộp nộp nghĩ sao em nộp mấy cái việc mà nộp 2 tháng nó mới nhận. Ừ, rồi nhà bắt đầu có chớp, rồi bắt đầu em thấy, lúc mà em thấy đăng lên một cái là em dọn nhà, bữa sau em bắt xe buýt em dọn nhà em lên lên đây em ở liền, em ở không 1 tháng trời luôn, em không làm gì hết, em ở nhà em đóng cửa em luyện PT thôi. Rồi sao nữa? Rồi. Thì nhưng mà rồi thì đi đây thì nó kẹt hơn ở city, cái là nếu đây mình không có xe là mình không có đi làm được, với lại mình không có xe, mình không có license, đó là mình đi xin việc họ không có nhận. Cho nên em cũng thấy, em thấy em tức quá, cho nên em bực quá, em mua xe xong rồi em thi bằng Úc luôn, chứ cầm bằng Việt Nam nhiều khi nó cũng không nhận nữa đó. Thì lúc đó bắt đầu mới có job, thì vô 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 làm. Lúc đó là cái dream của em là lúc đó nó mới quá, anh Tấn nói là giờ từ 12 tháng còn 6 tháng mà working holiday thì được nộp, mà em vô chỗ đó em hỏi không có thằng nào working holiday, toàn là 4-5 năm không à. Không luôn. Ok, rồi. Rồi sao nữa? Thì lúc đó mình mới ngợp, là toàn là ăn nào nấy là kêu sếp mình cầm PT 80 90 không à, nó Rồi. chết rồi vậy, rồi 462 đánh vậy là thôi thua rồi. Rồi sao nữa? Thì mà nhưng mà rồi từ 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 rồi làm thời gian nó cũng qua đi rồi, mà lúc em nộp xong rồi nhờ anh Tuấn hỗ trợ nộp, mà em nghĩ chắc cũng thời gian cũng lâu, nhưng mà ai ngờ nộp xong có 3 ngày là được, 3 ngày thôi đúng không? ba Ok. ngày là được nomination. Như Hành vậy là trình rõ cũng ràng dài là đó. qua qua cái chia sẻ của Tâm thì là chúng ta thấy là có những cái mà gọi là thuốc đắt giả thật sự thật mất lòng, là đi lên đấy thì mất 1 tháng trời rồi mới kiếm được job. Ok, cái câu chuyện đấy thì chúng ta sẽ quay lại với Tâm để mà
đào sâu hơn. Ok, nhưng mà tóm gọn lại là gì? Là Tâm đi một hành trình là đã có người vẽ đường cho Hu chạy trước rồi. Đó là Jonas đã vẽ ra cho Tâm là à, em phải làm Q-Sessment ở Việt Nam, rồi em có 462, rồi em qua đi Adelaide, em ở luôn những cái vùng đó, thư dân của thư dân, đúng không? Sau đó thì mới là nộp làm 6 tháng này nọ kia, cái tức là định hình sẵn rồi thì Tâm bắt đầu mới đi. Nói chung là một cái hướng đi rất là có chiến lược, là chứ không phải là vô tình hay là mọi thứ các cái mà đạt được. Ok, thì quay trở lại là ở chỗ Jonas, là bây giờ đứng trên phương diện của là một cố vấn di trú, thì Jonas có thể giải thích một chút xíu chi tiết hơn về cái visa, cái dòng mà Outer Regional 491 này được không, để cho mọi người có thể hiểu rõ về các điều kiện của nó và cũng như thế nào, và tương phản lại với cái trường hợp của Tâm. Ok, tức là như thế này là em sẽ nói tóm tắt nha, chứ còn chúng ta đi vào điều kiện của từng cái một thì nó sẽ rất là lâu, đúng không? Thì mọi người cứ hiểu như nè, visa 491 là một cái visa mà nó không phải là PR, mà nó là provisional PR, tức là nó là một cái visa, nói cho nó dễ hiểu là một cái PR có điều kiện. Tức là ok, chúng ta lấy 491 thì chúng ta có Medicare, nhưng mà nó là interim Medicare thôi, tức là nó chúng ta chưa phải là PR, nhưng mà họ đã cho chúng ta cái interim Medicare rồi. Và chúng ta phải live and work, tức là chúng ta phải sống và làm việc trong cái khu vực regional area, tức là khu vực vùng sâu vùng xa của Úc. Và sau 3 năm chúng ta làm việc và chúng ta có một mức thu nhập chịu thuế là 53.900 thì chúng ta sẽ được nộp 191. Thì khi mà chúng ta được grant 191, tức là cái ngày mà chúng ta nhận được visa 191 thì lúc đó chúng ta mới thành thường trú nhân Úc. Thì nó sẽ khác biệt cái dòng 189-190, là nó không phải là PR on the spot, tức là không phải PR mà khi mà được granted, mà đơn giản nó như một cái bắt cầu để mà đi qua, để mà cuối cùng chúng ta có PR là 191 thôi, đúng không ạ? Nhưng tại sao mà cái 491 này nó sẽ tương đối là hấp dẫn với một số cái profile hoặc là một số người? Tại vì đơn giản á, là nó cộng 15 điểm. Tức là để mà chúng ta được 491 là chúng ta phải có thư, để mà chúng ta nộp được 491 thì chúng ta phải có thư mời từ bang. Thì đối với mỗi bang họ sẽ đưa ra một cái số điều kiện, đặt một cái số dòng, tức là người ta gọi là stream, tức là một số dòng cái điều kiện gì để anh được đề cử, để anh nhận được invitation. Ví dụ như là employment stream, tức là bạn phải đang đi làm và sống ở bang đó. Như là career stream, tức là bạn phải là du học sinh mà tốt nghiệp ở cái bang đó. Hoặc là như cái bang South Australia này thì nó có cả career stream, nó có cả employment stream, và nó có cả outer regional stream. Thì cái outer regional stream là cái mà mình đang hướng cho Tâm đi tới. Bởi vì sao? Bởi vì á, là đối với các bạn offshore, tức là các bạn chưa bao giờ học ở Úc, bạn chưa bao giờ đến Úc đi, ví dụ vậy, đúng không? Thì tất nhiên là bạn sẽ không thể nào bằng một cái bạn du học sinh. Bạn ấy đã học ở Úc rồi, bạn ấy có Australian study là 5 điểm, bạn có hoặc là bạn học regional luôn, bạn được thêm 5 điểm nữa, và chưa kể là trình độ tiếng Anh thì thường là các bạn du học sinh sẽ tốt hơn là các bạn nộp từ ngoài Úc vào, đúng không? Thì nếu mà chúng ta, nhưng mà vấn đề ở chỗ, và thậm chí là thẩm định tay nghề của các bạn du học sinh thì rất là đơn giản thôi, tức là nếu mà học ở Úc mà có bằng Úc thì thì gần như là đa số nha, chứ không phải mình nói là tất cả, là sẽ chỉ cần nộp bằng, ví dụ như là ngành kỹ sư hoặc y tá hay là các ngành khối ngành sức khỏe, thì đơn giản là chúng ta chỉ cần nộp bằng là chúng ta có được thẩm định tay nghề. Nhưng đối với bằng Việt Nam á thì sẽ có một, tức là họ sẽ chia ra từng cái section cho từng trường nhất định. Và đối với mỗi trường, đối với mỗi ngành nghề thì cái yêu cầu của họ, nếu mà mình học một cái bằng mà khác không phải bằng Úc, thì sẽ có những yêu cầu nhất định tùy vào cái cơ quan thẩm định tay nghề, đúng không? Thì cái chuyện từ thẩm định tay nghề là mọi người đã thấy khó rồi. Rồi cái chuyện lấy tiếng Anh thì tất nhiên là không thể bằng được các bạn đi học ở đây rồi. Và kể cái chuyện là nếu mà nộp graduate stream thì những cái bạn mà được chọn để mà nộp graduate stream là bạn phải học và tốt nghiệp ở cái bang đó, đúng không? Thì đối với cái trường hợp của Tâm là bạn ở một bạn offshore, như bạn ấy chỉ có ok là Tâm đó, thì bạn good ở chỗ là bạn đã làm được thẩm định tay nghề rồi, và bạn cũng thi được PT trên 50 rồi, tại vì điều kiện tối thiểu của visa 491 là bạn phải score 65 điểm trên test của bộ di trú, và bạn có tiếng Anh, bạn có tiếng Anh PT 50 hoặc là IELTS 6. PT 50 thì không bên nào dưới 50, nó định nghĩa của Competent English, và IELTS 6 không bên nào dưới 6 là định nghĩa Competent English cho IELTS, đúng không ạ? Thì Tâm bạn ấy đã có sự thẩm định tay nghề, bạn ấy có tiếng Anh rồi, và bạn ấy trên 65 điểm. Nhưng duy nhất một chuyện là bạn không thể nào đối chọi, đấu tranh lại được với mấy các bạn Ấn Độ cho các dòng 189-190 mà nộp offshore vào. Thì đơn giản thôi, là các bạn Ấn Độ thì đa số các bạn, hay là các bạn những cái nước khác đó, hay là Philippines gì đó, thì cái tiếng Anh họ đã tốt hơn Việt Nam rồi. Thì thường tức là nhìn chung nó là như vậy. Cho nên là nếu mà Tâm ok lấy được tấm 462 để mà Tâm đi lên Úc, mà Tâm nộp as an offshore candidate mà đúng cái dòng này nữa, thì cái điều kiện ở đây nó đã rất là tương đối là dễ dàng với Tâm rồi. Tức là Tâm đã thỏa mãn hết mọi điều kiện, và thậm chí là 65 điểm, mà điểm của em là khoảng tầm bao nhiêu, Tâm vậy là 70, là 60 là 15 đúng không nhỉ? Là 65.
Đúng rồi, thì tức là nếu mà chúng ta nhìn trên góc độ á, là nếu Nam Úc họ nhìn vào một cái bạn 462 và bạn ấy có tiếng Anh là PT 65, không bên nào dưới 65 đúng không ạ? Và bạn ấy chấp nhận bạn ấy sống ở regional 6 tháng thì cái điều kiện, cái baseline tức là cái, tức là cái điều kiện sàn á là bạn ấy đã quá over, là quá, đã hơn quá cái chuyện đó rồi đúng không ạ? Thì như vậy thì là Tâm sẽ là một cái ứng viên tiềm năng cho cái chuyện này. Tức là mình khi mà em nộp nomination, tức là nộp đề cử ban, tức là nộp thẳng với ban cho Tâm, thì em cũng không ngờ là cái đó nó được approve trong vòng, nó được chấp nhận trong vòng 3 ngày. Bình thường nha, là đối với cái dòng credit thì đồng dòng mà cho các bạn du học sinh mà vừa tốt nghiệp ở LA xong bạn ấy nộp á, thì em sẽ thấy là khoảng tầm 2 tuần tới 8 tuần. Nhưng mà đối với một cái bạn mà offshore chưa, chỉ mới đi làm 6 tháng ở Nam Úc mà được 3 ngày thì là cũng khá là quá kỳ vọng của mình rồi đúng không ạ? Nhưng mà Tâm thì được cái là Tâm đã chuẩn bị hết mọi thứ. Đến rồi, lúc đúng cái điều kiện là Tâm nộp thôi. Không có nói gì. Okay. Đúng không? Rồi, như vậy thì bây giờ anh xin tóm tắt một chút xíu nha. À, với cái trường hợp của Tâm đi, thì bây giờ một cái bạn mà đang xem livestream này thì bạn chỉ cần nằm trong cái độ tuổi của Tâm là dưới 32 đúng không Tâm? Đúng rồi. Ok, và có thẩm định tay nghề thành công và đang giữ visa 462 và chỉ cần có BT50 để làm cái thẩm định tay nghề đúng không? Đúng rồi. Một số thẩm định tay nghề thì không cần tiếng Anh ở thời điểm nộp, nhưng mà để mà nộp đề cử thì phải có đề cử là phải BT50, là bạn đó chắc chắn sẽ vượt qua 65 điểm đủ để nộp cho visa 491 đúng không? Gần như vậy, nếu mà 30 điểm tuổi tùy cái bằng đó. Nhưng mà thường là 15 điểm. Nhưng mà thường là sẽ trên 65 tại đã cộng 15 của 491 thì chắc tại vì đã cộng 15 điểm của 491 rồi. Như vậy thì tóm gọn lại là bất cứ bạn nào đang xem cái livestream này mà đang muốn đi theo cái con đường của Tâm thì cứ cân nhắc những điều kiện sau. Thứ nhất, mình có nằm trong độ tuổi ưu tiên là 25 tới 32 hay không, đúng không? Số 1. Số 2, BT50, thẩm định tay nghề thành công và giữ visa working holiday visa 462 là một cái trường hợp rất là giống Tâm, đúng không? Được. Bây giờ mình nói tới những cái ngành nghề thì trong trường hợp đặc thù của Tâm là ngành nghề gì em ạ? À? Em nghề của em á, bằng đại học á, là ra trường đi làm luôn á, là electrical, là kỹ sư điện. Nhưng mà tới lúc mà em làm skill assessment á, thì nó lại quy cho em là engineering technologies, là tại vì là có nghĩa là lúc mà em nó phản hồi em á, là tại vì để là bằng đại học của em là thuộc section 2 thì em không hiểu sao mà lại quy cái trường em là cho section 2. Nhưng mà thì lúc đó give em lấy cái gì thì em lấy cái đó thôi, nhưng mà cái chuyên môn là bên điện. Rồi, như vậy cái trường em học, trường đại học em học là trường gì? Trường của em là trường sư phạm kỹ thuật. À, trường sư phạm kỹ thuật. Ok, như vậy thì hướng đến cái livestream này sẽ hướng đến những bạn nào đã từng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật mà có một cái background giống như là Tâm, đúng không Jonas? Thì đừng bao giờ ngần ngại mà hãy đi theo cái con đường của Tâm để có thể đạt được cái 491 giống như Tâm. Tại vì đây là một cái case study, một cái trường hợp mẫu rồi, đúng không? Như vậy thì nãy giờ chúng ta đang nói rất là nhiều về vấn đề về thẩm định tay nghề, tại vì anh cảm giác như cho cái visa Outer Regional 491 này thì cái cốt lõi nhất vẫn là cái thẩm định tay nghề. Bởi vì cái BT50 thực sự là nó không phải là quá khó để mà có thể đạt được, đúng không? Đó sẽ là điều kiện thứ hai. Điều kiện đầu tiên sẽ là thẩm định tay nghề. Như vậy thì Jonas, anh được biết là em đã thực hiện cái việc mà giúp cho các bạn không học tại Úc với một cái bằng cấp ở Việt Nam, với một cái kinh nghiệm ở Việt Nam để đạt được những cái sự thành công khi mà làm thẩm định tay nghề ở đa ngành nghề. Thì em có kinh nghiệm rất nhiều, 1-2 đến 3 năm làm như vậy rồi. Thì em có thể chia sẻ kỹ hơn về thẩm định tay nghề là nó như thế nào, một cách chi tiết, một cách khái quát thôi, chứ không cần phải đi chi tiết quá. Và những cái ngành nghề cụ thể nào mà em đã từng làm cho các bạn ở Việt Nam mà em nghĩ rằng đó sẽ là một cái cơ hội khi mà các bạn liên hệ với em và có thể làm nó thành công được. Em có thể chia sẻ cho mọi người được không? Ok, thì tức là như thế này, tức là nếu mà chúng ta nói ngắn gọn á, thẩm định tay nghề nó là cái gì? Thẩm định tay nghề nó là một, ví dụ như bạn không học ở Úc đi, thì cái đó là một cái để mà người Úc họ xem bạn là một cái người mà làm cái việc đó giống như một cái người Úc ở bên này. Tức là một cái kỹ sư ở Việt Nam, nói xem là bạn ấy tốt nghiệp đại học bách khoa, đại học sư phạm kỹ thuật gì đi, bạn ấy làm cái việc của kỹ sư đó, thì là cái thẩm định tay nghề nó sẽ giống như một cái chuẩn đồng nhất để mà đánh giá cái khả năng của cái bạn kỹ sư Việt Nam đó, tương đương với một bạn kỹ sư người Úc làm việc ở Úc. Thì đó, bản chất của cái thẩm định tay nghề đó là như vậy.
Thì đối với mỗi cơ quan thẩm định tay nghề á, thì họ sẽ xét duyệt cho những cái ngành nghề khác nhau. Ví dụ như Engineer Australia là cái cơ quan thẩm định tay nghề, tức là Hiệp hội Kỹ sư Úc, thì là họ sẽ là tổ chức thẩm định tay nghề cho ngành kỹ sư. ACS là Australian Computer Society, là Hiệp hội Kỹ sư Tin học Úc, thì họ sẽ là người xét cho các bạn học IT, đúng không ạ? Thì đối với các đối với mỗi cơ quan thẩm định tay nghề thì cái điều kiện của nó sẽ khác nhau. Ví dụ như Engineer Australia cho các bằng không phải là bằng Úc thì là phải biết một cái gọi là Competency Demonstration Report, là CDR. Hoặc là đối với ACS thì là các bạn phải demonstrate là ít nhất là bạn phải có 2 năm kinh nghiệm nếu mà trường của bạn nằm trong section 1 của Việt Nam. Tức là tương đương với một cái tức là bạn tốt nghiệp một cái trường tương đương với bachelor của bạn sẽ tương đương với lại chuẩn bachelor của Úc. Đúng không ạ? Thì các ngành nghề thì nó đa dạng lắm. Đa số các ngành y tế thì gần như là các bạn sẽ phải học ở đây. Như một số ngành như là kỹ sư nè, thì chỉ cần bạn học ở Việt Nam mà trường từ bạn từ section 2 trở lên, tức là trong cái hệ quy chiếu của Úc á, thì là bạn sẽ làm được nếu bạn có CDR, đúng không ạ? Đối với IT thì bạn sẽ cần có 2 năm full time. Một số trường như Đại học Khoa học Tự nhiên là chỉ cần 2 năm full time. Một số trường FPT sẽ cần 5 năm full time để mà bạn đi làm cái, để mà bạn làm thành công cái thẩm định tay nghề. Còn một số ngành nữa thì nó có thể là University Lecturer, Marketing Specialist, Advertising Specialist, tức là những cái ngành gọi là Professional Occupation. Nói chung là rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều. Thành ra là bây giờ anh có một cái đề xuất như thế này. Đó là nếu như ai mà chia sẻ cái livestream này, ok, và comment là yes vào trong cái livestream của chúng ta, thì bên Skill Direct sẽ có thể coi như là offer một cái dịch vụ free về vấn đề coi như là khảo sát sơ lược, đánh giá là cái những cái điều kiện của bạn là có khả năng để đạt được cái thẩm định tay nghề hay không. Đó, thì Jonas có thể offer một cái khảo sát nhanh như vậy cho những cái bạn có mối quan tâm được không? Tại vì anh biết chắc rằng những cái mà Jonas nó đang nói ra nó đang rất là quá là chuyên môn, mà trong một cái livestream này không thể nào mà chúng ta có thể giải thích được hết. Đơn giản nôm na chúng ta chỉ hiểu rằng là thẩm định tay nghề là đem một cái bằng cấp ở Việt Nam để đem qua đổi quy chế quy chiếu, làm sao cho hiệp hội bằng cấp bên này họ thấy rằng đó là một cái bằng cấp có giá trị. Đó, thì sẽ rất là nhiều ngành nghề mà có thể làm được. Thì bây giờ mọi người sẽ cần một cái chuyên gia, một người làm cố vấn gì di trú để giúp cho mọi người cái việc đó. Đó, thì không biết là Jonas có thể offer như vậy được không? Ok, được thôi anh Huy, chứ có đâu. Em thì tức là nếu mà, tức là cái này em có nghĩ rồi, thì đơn giản là chúng ta chỉ cần em chỉ cần đưa lên một cái link để mà mọi người điền cái thông tin của mọi người vào. Thì trong cái thông tin đó mọi người sẽ điền là bằng cấp, rồi kinh nghiệm của mọi người, rồi những gì mà, tức là kinh nghiệm của mọi người là những cái position mà mọi người đã từng làm qua. Thì qua cái đó thì em có thể offer được cái dịch vụ đánh cho cái văn phòng Việt Nam có thể đưa ra là đánh giá sơ bộ về khả năng thẩm định tay nghề thành công. Tức là mình đánh giá sơ bộ về khả năng thẩm định tay nghề thành công nha. Nhưng còn đi sâu vào chi tiết á, thì tất nhiên chúng ta sẽ cần coi cái bằng đó bạn học cái gì, và cái bằng đó từ cái trường nào, và cái kinh nghiệm đó nó có đủ payment evidence để mà chúng ta quyết định là cái khả năng để chúng ta đánh giá được coi là cái thành công nó cao hay không, đúng không ạ? Ok, rồi. Như vậy thì đó là những cái mà Jonas đã giới thiệu sơ qua cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút xíu về cái dòng visa 491 mà Outer Regional này. Thì anh thấy rằng là hôm trước là anh có trao đổi sơ với Tuấn, thì Tuấn có nói rằng có vẻ như cái dòng này đang sinh ra là để dành cho các bạn visa 462. Thì không biết là em dựa vào đâu, hay là cái quan điểm như thế nào, hay là trong cái thuật ngữ mà họ dùng của bang South Australia họ có cái nói cái gì đó hay không, mà mình có thể đưa ra một cái quan điểm cá nhân như vậy, cá nhân thôi nha chứ không phải là khẳng định nha. Đúng vậy. Ok anh, thì thật ra cái này nó sẽ là dựa trên kinh nghiệm mà em đã làm. Tức là trên website của South Australia cho cái Outer Regional Stream này thì họ cũng ghi rất là rõ luôn là nốt cho những cái bạn làm working holiday maker visas, là nếu các bạn 462 hoặc 47 visa mà làm ở đây 6 tháng này thì 6 tháng này sẽ dùng để gia hạn cho năm 2 hoặc năm 3 được. Tức là bản thân họ đã nói là ê, nếu mà bạn tới đây và bạn dùng cái 6 tháng này để mà bạn tính thời gian làm việc để mà gia hạn V2 visa 2 và 3, thì cái này nó là một cái hiểu ngầm, nữa nha, tức là em hiểu theo kiểu của em là cái này nó có mục tiêu cụ thể là 462 rất là rõ ràng. Và đồng thời á, tức là nếu bạn đi xuống đây bạn làm 6 tháng, let's say là trong cái trường hợp mà 6 tháng sau thì những cái stream này nó biến mất đi, ví dụ như là họ thấy là đủ người rồi, hay là chính sách thay đổi gì đó họ không muốn cái stream này nữa, thì bạn vẫn có thể dùng cái 642 này để bạn gia hạn dùng cái 6 tháng đi làm này để bạn gia hạn năm thứ 2, năm thứ 3 của 462 thì bạn đâu có mất gì đâu, đúng không ạ? Tức là nó sẽ có, tức là ở đây nếu mà tới đó cái stream này nó vẫn còn, tức là 6 tháng sau nó vẫn còn, thì lúc đó bạn vừa đủ 6 tháng bạn nhào vô bạn nộp luôn.
Còn ví dụ mà nó hết thì ít nhất bạn cũng dùng để bạn gia hạn năm 2 năm 3 được, đâu ai ảnh hưởng gì tới, đúng không? Tại vì kiểu gì bạn cũng phải gia hạn năm 2 năm 3 nếu bạn muốn thực sự ở lại Úc, cho nên gia năm 2 năm 3 đúng không ạ? Đồng thời á là đối với các vi đối với cái dòng visa này á, nó sẽ tốt hơn cho cả 4 số 2, bởi vì đơn giản thôi là đối với Nam Úc thì họ cũng có Graduate Stream, tức là dành cho những bạn đã học ở Nam Úc. Thì nếu đơn giản là nếu mà bạn là một cái người mà học ở Nam Úc rồi thì bạn đi nộp Graduate Stream đi, chứ bạn đi nộp cái visa này để bạn đi ra ngoài Đúng International bạn làm rồi, 6 chính tháng làm xác, cái gì, đúng chính không? xác, yeah. Ok, như vậy là theo theo như những phân tích của Jonas, là từ là một người làm về di trú thì có thể thấy rằng là cái này rất là phù hợp cho những bạn visa 462. Ok, như vậy quay trở lại Tâm một chút xíu, đó là khi mà em đọc cái phần mà outer regional, cái các điều kiện là về công việc á, tức là theo anh như anh nhớ thì là chúng ta phải làm một cái công việc nào đó trong 6 tháng, thì em có thể chia sẻ chi tiết ở chỗ này là cái công việc đó nó phải như thế nào, nó có phải cần đúng cái ngành nghề của mình hay không, rồi mình khi mình nộp lên thì mình cũng phải đưa cho họ những cái chứng cứ như nào, và công việc này có cần phải full time hay không á Tâm? Theo trang web của bên Outer Regional của Nam Úc thì cái công việc của họ là họ chỉ nói là mình làm 30 tiếng thôi, mà nó sẽ chia ra làm hai cái. Thứ nhất là nếu mà ngành nghề mà không có nằm trong cái nghề cái skill set mình đề cử á, thì mình sẽ được nộp 491. Còn nhưng mà nếu mà mình tìm được đúng nghề á thì mình sẽ được vô 190. Nhưng mà cái điều kiện của đúng nghề thì nó cũng hơi hơi khó, đó là phải giống như gần hết luôn á, và lương phải cao nữa. Không, Thì cái đó thì em thấy là mình đánh cái đường đó chắc không lợi rồi, tại vì không 4.2 lại. Nó không thực tế, thật ra nó không thực tế. đó, mình làm không lại. Em theo lấy nên em nhảy ra đây em làm cái việc những việc mà không không đúng nghề, rồi là được Ví một dụ cái cụ á, thể là bắt là tham ca xua cũng được. ví dụ cụ thể là em làm những việc gì vậy? Em từ ngày ra đây em chỉ làm một một ngày thôi, em làm QC cho cái farm ở trên đây nè, farm cà chua. Thì công việc là cũng tính toán đơn hàng, rồi kiểm tra nghiệm thu, rồi in ấn tài liệu, sắp xếp hồ sơ gì á. Thì Rồi cũng 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 may mắn là đơn kỹ suy nghĩ chứ là bây giờ đi qua sóc cà chua rồi tính toán luôn. Ok. không, ta đây nay làm kỹ sư nông nghiệp rồi anh. Nhưng mà rõ ràng là cái công việc của em nó không liên quan gì cái bằng cấp của em luôn đúng không? Nó gần như là không liên quan luôn á, chỉ có mấy cái mà tin học văn phòng là nó mới liên quan thôi, chứ còn mà những cái kỹ thuật là không liên quan gì hết. Ok, Ok. nói chung là lọ Tâm mà anh thấy em mà đi đóng phim hài là em thấy em giống như Châu Tinh Trì lắm á, tại cái Ok rồi, như vậy thì bây giờ cái câu hỏi này nó sẽ mà anh nghĩ rằng là mọi người sẽ quan tâm khá là nhiều, đó là cái việc mà em làm như vậy là không cần phải full time mà miễn sao nó và part time luôn cũng được hả em, hay như thế nào? Cái bạc thang thì em không dám trả lời. Em làm ca sô, nhưng mà ca sô của em một tuần em tới 38 40 tiếng lận, thì nhưng mà họ chỉ đòi có 30 tiếng thôi, thì em dư sức đủ. Còn mà full time thì quá ok rồi, còn mà bạc tham mà hai ba chớp cộng lại thì cái này em không biết, này chắc nhờ anh Tuấn trả lời. Tuấn thử trả lời cái này thử Tuấn. Tại thật ra tức là họ không quy định là chúng ta có thể dùng nhiều chủ, ví dụ chúng ta làm cho nhiều chủ, miễn sao nó cộng lại trên 30 tiếng thì họ không có nói về chuyện đó. Nhưng mà nó sẽ có một cái điều kiện, đó là đối với mỗi cái người chủ mà mình làm cho người ta, thì cái người chủ đó phải ít nhất là phải họ phải hoạt động ở cái khu vực đó ít nhất là từ một năm trở lên, mà họ không có điều tiếng gì về best practice trong employment, tức là không có vi phạm luật lao động hay gì đó. Thì nếu mà chúng ta làm cho nhiều người chủ thì chúng ta phải lấy được những cái thư xác nhận từ người ta, thì nó sẽ phiền hơn thôi. Tức là ở đây thì họ sẽ không có ghi là không là cái bao trên 30 tiếng một tuần đó là không có cấm đến từ nhiều chủ nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm cái đó thì nó sẽ phiền hơn là chuyện là chúng ta chỉ làm một chủ. Thì cái này thì chúng ta chỉ có thể khi mà chúng ta nộp đó thì chúng ta phải thuyết phục họ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ phiền hơn là chúng ta làm một chủ, thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta lấy một cái thư xác nhận từ một người thay vì là hai tới ba chủ, đúng không? Ok rồi, như vậy thì chắc là nhờ Tuấn sẽ nói thêm một chút xíu về những cái lợi ích khi mà chúng một cái người mà giữ visa 491 sống tại nước Úc như thế nào, và để như thế nào thì được trở thành là một cái thường trú nhân rồi quốc tịch Úc nha. Thì như nãy em có nói rồi đó, tức là 491 á, thì chúng ta khi mà chúng ta giữ 491, tức là cái ngày chúng ta được grant visa 491, thì chúng ta phải sống và làm việc
tại khu vực vùng sâu vùng xa. Thì đối với nguyên cái bang, ví dụ đối với tùy, nó sẽ là tùy bang nha, thường là tức là không, tức là rooftop đây là trừ những thành phố lớn như là Sydney, Brisbane với lại Melbourne ra, thì gần như là các còn lại, các khu vực còn lại thì nó sẽ là khu vực regional areas, thì nó sẽ theo một cái số postcode nhất định, nó sẽ có postcode. Thì nếu mình cái bang đề cử mình cho mình 491 thì mình sẽ make một cái commitment, đó là mình cam kết là mình sẽ sống và làm việc tại cái bang, tại cái khu vực regional đó trong vòng 3 năm. Ít nhất tại cái bang visa 491 thời hạn đó là 5 năm mà. Và nó cho anh cái điều kiện về nó cho anh Medicare, nhưng mà nó là interim Medicare, tức là nó là cái thẻ màu xanh xanh nhạt á, chứ không phải cái thẻ màu xanh lá như người ở đây, đúng không ạ? Và một đa số các bang đều sẽ offer free tuition, tức là học phí, miễn giao học phí cho cái cho con của những người mà giữ visa 491. Và cái điều kiện là họ khi mà họ giữ cái visa 491 5 năm này thì trong 5 năm đó họ phải làm 3 năm. Họ phải sống và làm việc ít nhất 3 năm. Và trong 3 năm đó họ phải thu nhập mà họ chịu thuế, nó gọi là taxable income, phải là từ 53.900 một năm trở lên để mà họ có thể apply cho visa 191. Thì khi mà chúng ta được ra 191 thì lúc đó chúng ta mới là hưởng trú. Và từ lúc mà chúng ta có 191 thì tùy vào cái thời gian ở Úc, nó sẽ là 4 năm, nó gọi là 4 năm residency requirement. 4 năm ở Úc để mà chúng ta, và trong đó có nhất 1 năm dưỡng visa để chúng ta đi lên quốc tịch, nếu nó là quốc tịch. Ok, như vậy trong trường hợp của Tâm là nếu như mà Tâm mà được cấp visa 491 thì Tâm không cần phải ở cái vùng mà Tâm đang ở nữa, Tâm có thể chuyển lên thành phố Adelaide để đúng sống và làm việc, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Tại nguyên cái bang Nam Úc nó là regional mà. Okay. Như vậy là tóm gọn lại là những cái thông tin mà chúng ta sẽ nắm được, đó là đầu tiên như là skill assessment. Ok, là phải, chúng ta phải thẩm định được là cái bằng cấp của chúng ta có khả năng và kinh nghiệm chúng ta có khả năng để đi được cái dòng visa 491 hay không. Từ đó thì chúng ta mới tính toán đến cái con đường này cho các bạn 462, đúng không? Cho nên đúng là các bạn coi quảng cáo thì các bạn phải coi cho kỹ. Tại vì rất đúng nhiều rồi. Bạn quảng cáo lên là visa 462 dễ dàng định cư với visa 491, nhưng mà không có nói cái chữ khó khăn lớn nhất, đó chính là tiếng Anh và thẩm định tay nghề, đúng không ạ? Ok, như vậy thì mọi người giúp cho Huy trong cái livestream ngày hôm nay thì chúng ta có một cái phần quà rất là đặc biệt. Đó là nếu như mọi người chia sẻ cái livestream này, sau đó mọi người take a photo, take một screenshot, và sau đó mọi người khi mọi người sử dụng dịch vụ thẩm định tay tư vấn về thẩm định tay nghề của công ty Skill Direct, và mọi người cung cấp cái screenshot đó thì mọi người sẽ được giảm $100 trên phí dịch vụ, đúng không Jonas? Dạ yeah, ok anh Huy, có gì đâu. Ok, thì mọi người sẽ nếu mọi người có nhu cầu để sử dụng cái tìm đến công ty Skill Direct về sử dụng về dịch vụ thẩm định tay nghề thì chúng ta có thể cân nhắc tới cái option này nhá. Bây giờ hỏi Tâm một chút xíu về vấn đề là hành trình học tiếng Anh. Hồi nãy giờ anh thấy em nghe anh đọc, em đọc tiếng Anh mà anh nghe anh hơi nổi da gà chút xíu. Ví dụ như là từ casual mà em đọc thành là casual. Tôi nghe nãy giờ mà nó không hiểu là nó đọc cái gì. Mãi một hồi luôn tôi mới biết được là nó đọc là casual. Ok. Thì hành trình em có thể kể một chút xíu là em luyện tập PT tại PT Hubber như thế nào, và những cái kinh nghiệm gì cho dành cho các bạn, tại vì rất là nhiều bạn học và chỉ học thôi chứ các bạn không có hiểu về vấn đề sự tầm quan trọng của cái việc nộp bài. Thì em có thể nói một chút xíu về cái việc mà em gọi như là hành hạ luôn cả tổng đài học thuật của PT Hubber nó như thế nào không, để em đạt được kết quả của em nha. Thì cái quá trình em học nó thực ra nó diễn ra rất là dài. Thì lúc mà em bắt đầu học là khoảng năm 2019 rồi, là nó cũng rất là lâu rồi. Thì cái lúc đó là trung tâm thì cũng gửi bài đó, thì em cái thời gian đó em cũng gán xuyên là mỗi tuần là em mỗi đi học online, rồi em học offline luôn, rồi em gửi bài cho trên fanpage luôn. Rồi lúc đó có khi anh Huy anh feedback cho em nữa mà, nữa đó là thời đó xa lâu dữ đó. Thì cái lúc cái lần đầu em thi á, là em thi là được 50 on band. Thì cái 50 on band em thi, em càng ngày càng đêm, rồi nói chung một ngày em học chắc cũng phải 3 tiếng. Ngày thứ bảy chủ nhật học thêm nữa là cũng gồng gã, thi thêm 5 lần nữa là mới lên được, nhảy lên được 65. Là khoảng 6 lần nữa mới lên được 65. Rồi bắt đầu lên 65, bắt đầu hình như là lúc lên được 65 là em có cảm giác giống như được
vượt vượt ngưỡng rồi mở khóa lên cái level mới hay sao đó, là lúc đó nó đẩy nhanh lên được một miếng nữa. Thật đó là 65 nó bắt đầu lên lên 75 nó lên nhanh lắm. Nhưng mà đó là đủ tới 75 cái bệnh như nó bị sao đó, cái nó không lên nữa. Ok rồi, nhưng mà anh chỉ nhớ một điều thôi, đó là Tâm là một, thật sự mà nói là Tâm là một người rất là kiên trì, và trình độ tiếng Anh của Tâm để mà nói mà đạt 65 á, IELTS 7 chấm thì nó vô cùng khó, tại vì cái từ cái phát âm của em nó rất là nặng và em thiếu rất là nhiều những cái ending sound. Nhưng mà từ bằng cái sự nỗ lực và cộng với sự hỗ trợ của các thầy cô và một xuyên suốt một quá trình, và em đã đạt được cái điểm mà nói là rất là tuyệt vời như vậy, và cuối cùng là dẫn đến cái hành trình ngày hôm nay là được chúng ta ngồi trên đây để chúng ta chia sẻ về cái 491. Thì anh nghĩ rằng là chắc là sớm muộn vậy thôi là em cũng sẽ được cấp granted cái 491. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ bước sang một hành trình khác, và em cũng sẽ có cơ hội để em đưa vợ em qua. Hai vợ chồng cũng cách xa nhau như vậy rồi một thời gian khá là lâu. Ok, như vậy thì chúng ta chỉ còn 10 phút trong buổi livestream ngày hôm nay, thì chắc là chúng ta sẽ đi qua các cái câu hỏi nào mà chúng ta, anh sẽ coi cho thấy là những câu hỏi nào mà nó liên quan nhất trong buổi livestream ngày hôm nay, anh sẽ mời Tuấn và cũng như Tâm chúng ta giải đáp. Ok rồi, anh sẽ chuyển cái này xuống một chút xíu để cho nó dễ thấy. Ok rồi, không chuyển được, để anh mở. Có một câu hỏi của bạn này khá là hay, chúng ta sẽ vào trong cái phần comment, mọi người có thấy được không? Ok, quá nhiều câu hỏi. Ok, anh sẽ lấy câu hỏi của bạn này. Lại Như Kiên, bạn này đang giữ Bibo 462. Anh biết bạn này hoạt động khá là năng nổ trên cái group hành trình 462 của chúng ta. Bạn hỏi là, dạ em chào các anh, em tìm hiểu trên trang Auto Regional của Nam Úc có 17 if you are working holy maker visa your visibility đó. Như vậy khi move đến vùng regional Nam Úc thì mình bắt buộc phải làm những việc specific work 462 hay bất cứ việc gì cũng được để tính 6 tháng work experience. Thì không biết là Jonas có thể trả lời ngay được cái thông tin này không, hay là có phải kiểm chứng lại hay như thế nào? Tất nhiên phải, chúng ta cũng phải kiểm chứng lại, tại vì đối với specified work á, thì thường là job hospitality á, thì chúng ta sẽ làm được dài hạn. Nhưng mà đối với một số ngành, một số vùng cụ thể như NT á, nó cái list mà specified work nó còn extend ra được thêm những ngành khác nữa. Nhưng mà đối với South Australia thì nếu mà đúng nha, nếu mà thường cái theo trí nhớ của em nha, thì specified work phải là những cái việc mà đúng với lại trên trang web của bộ di trú cho specified work, chứ không phải là làm việc gì cũng được. Được chưa? Ok, câu hỏi này thì anh nghĩ là chúng ta đã nói rồi. Dạ em nghe em bảo là giữ visa 491 trong 3 năm đầu phải có được mức thu nhập nhất định mới đưa được thường trú nhân, thì câu nãy chúng ta đã trả lời rồi đúng không? Là taxable income là 53.900. Đúng rồi. Ok. Anh ơi, thẩm định tay nghề cần điều kiện gì ạ? À? Ok, thì chắc là Jonas sẽ nói sơ một chút xíu được không? Tại cái câu hỏi này nó khá là chưa có rõ, tức là nếu mà thẩm định tay nghề thì nó sẽ tùy vào cái cơ quan nào. Ví dụ như kỹ sư á, thì họ chỉ cần dùng cái bằng của họ để họ xét thôi, thậm chí họ không cần kinh nghiệm gì cả, họ chỉ dùng đơn giản dùng cái bằng. Còn đối với lại những cái ngành khác giống như là dạy đại học hoặc là làm IT đi, thì họ sẽ cần 2 năm hoặc là 1 năm full time kinh nghiệm. Đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái người hỏi câu hỏi này, họ có profile, họ có background như thế nào, thì nó mới đưa ra, em mới đưa ra câu trả lời chính xác được. Thì cái này thì bạn phải tham khảo, khi mà nếu mà bạn muốn thật sự bạn muốn làm thì bạn có thể theo cái link mà bên phía helper sẽ gửi. Nếu mà bạn đưa vào cái profile thì bên mình sẽ đánh giá ra sơ bộ cho bạn là cái khả năng nó như thế nào, đúng không ạ? Ok. Câu hỏi này dành cho Tâm là khi đi xin việc, người ta phỏng vấn khó không anh? Có yêu cầu gì không ạ? Cái quá trình xin việc ở cái chỗ Auto Regional của em á, cho mà em chia sẻ này chắc người ta cũng chạy luôn. Không, thiệt em đó giờ em xưa giờ là không phải là em đi nói với những cái bạn mà đi những cái Auto Regional khác như Queensland hay là New South Wales đó, là không có chỗ nào mà đi xin vô farm mà phải phỏng vấn rồi hẹn rồi đi khám sức khỏe rồi phải một tháng mới nhận. Là cái đó là quá trình của em bà đó, phải là phải vô rồi cấp phát đồng phục thẻ nhân viên rồi đăng ký mã số rồi này kia, rồi khoảng một tháng mới có việc. Mà có bạn đó là em nha, nhưng mà còn những cái bạn sau đi sau em á, là có bạn là 2 tháng luôn, nhưng mà đó giờ là chỉ mới em gán lắm mà mới đưa được một bạn vào thôi, chứ còn mà những cái hồ sơ còn lại là không có nhận. Tại vì ở đây là
nó thiệt ra luôn đó là người đông hơn job, là tìm job rất là cực kỳ khó luôn. À, Người đông hơn job, tại vì bây giờ ở đây cái chương trình này là đa số ai ai cũng biết. Đối với bên Ấn Độ, những bạn Ấn Độ á, là họ biết, cho nên họ đi rất cái đường này rất là nhanh. Lúc mà em đi lên chỗ hãng của em á, là có mình em Việt Nam à, còn như là 40 50 Ấn Độ, rồi thêm nói chung cái hãng khoảng 200 người đó là có mình em Việt Nam thôi. Nhưng mà như vậy là chỉ có, tức là em đang nói cái vùng của em thì anh nhớ là out regional thì có rất là nhiều vùng nữa mà, Dạ chứ đúng đâu phải rồi. là của Nam Úc thì có nhiều lắm, đâu phải là chỉ có vùng đó, chẳng qua là em đang chọn cái chỗ đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó thì có cái list postcode với lại cái vòng bán kính của cái bản đồ từ Adelaide tính ra là khoảng 100 120 cây gì đó anh. Đó, thì mình sẽ căn cứ vào đó để mình đi, thì có những cái vùng lớn như là Renmark, Port Lincoln, Waiala, thì những cái vùng đó thì em không biết như thế nào, nhưng mà có những bạn đi xuống Port Lincoln cũng nói với em là người cũng đông hơn chớp nữa. Tuy nhiên là anh nghĩ rằng là cái Tâm nói nó sẽ rất là thật đúng đó mọi người, chứ không phải là ấy đâu, tại vì ở đâu có cơ hội thì người ta cũng phải chạy đến thôi à, đúng không ạ? Tại vì cái cuối cùng là vẫn là cái nhu cầu về định cư mà. Nhưng mà chúng ta không thử thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội, đúng không? At least, ít nhất là chúng ta phải thử thì chúng ta mới biết rằng chúng ta có cơ hội hay không. Không thử là chắc chắn là không có cơ hội rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với một vài câu hỏi nữa ha. Đó là gì? Anh ơi, làm Q assessment có cần bằng tiếng Anh không anh? Can ask. Tùy vào cơ quan thẩm định tay nghề, tức là đối một số thẩm định tay nghề, ví dụ như là như kỹ sư thì họ sẽ gọi PD 50, đó là Competent English. Đối với một số ngành y tế như y tá, như là Laboratory Medical Technicians thì họ sẽ cần PD 65, không PD 65, tức là Proficient English. Thì cái câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào chuyện là chúng ta làm thẩm định tay nghề nghề gì và với cơ quan thẩm định tay nghề nào. Nhưng mà cuối cùng thì nếu mà bạn muốn nộp được visa cho tay nghề hay là những cái 189 hay 190 491 gì đó thì bạn cần phải có PD 50, không PD 50 thôi, thì cuối cùng bạn cũng cần phải có, cho nên là cái chuyện đó là bạn phải làm rồi, chỉ là khác thời điểm thôi. Ok, rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi cuối cùng nữa ha. Dạ chào anh chị cho em hỏi là em tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máy ở trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và đã có 1 năm kinh nghiệm, thì mình có đủ điều kiện hay không? Cái câu hỏi này nó sẽ phụ thuộc vô là bạn tốt nghiệp bằng cử nhân hay là bằng cao đẳng, và cái trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đó, mình không nhớ không nhầm thì nó là Section 2, tức là bằng nó sẽ tương đương với Associate Degree của Úc. Thì nếu mà bạn làm thì bạn có thể làm theo hướng Mechanical Engineering Technician đó, chứ không nhất thiết là bạn phải làm Engineer, đúng không? Thì nhưng mà cái câu hỏi này thì nếu mà bạn muốn chi tiết một chút thì bạn có thể điền form mình mới trả lời được chính xác đúng không? Ok, như vậy thì sau cái livestream này thì những bạn nào comment yes và chia sẻ livestream này thì bên đội ngũ marketing của Halber sẽ gửi cái form cho các bạn, để các bạn có thể điền cái profile của mình để bên Skill Direct có thể đánh giá thẩm định sơ bộ cho chúng ta về cái việc các bạn có phù hợp hỏi được có phù hợp để làm thẩm định tay nghề hay không. Đúng rồi. Ok, có một bạn, chắc là bạn này học viên của Halber, bạn hỏi như thế này, chắc là xin thêm một cái câu nữa đi. Học ở Việt Nam nhưng có bằng Úc là Diploma SC Power System Operation, học chuyển giao Úc với Việt Nam đào tạo và có một bằng cao đẳng kỹ sư thực hành. Chưa vào Úc hay xin visa thì theo dòng này hay có lợi thế nào không anh? Thật ra cái câu hỏi này nó hơi nó quá specific đi, thứ tức là nếu mà chúng ta nói là cái bằng diploma thì cái tức là bằng Úc, bằng Diploma ESI Power System Operation em hiểu rồi, nhưng mà nó sẽ liên kết với trường nào và cái authority ở đây là ai cấp bằng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải coi trên cái list đó là nó từ trường nào đi ra, rồi chúng ta mới quyết định là bạn học cái gì. Nếu mà mới được quyết định được ra thì các bạn sẽ làm Electrical Engineering Technician nếu mà cái bằng của bạn là từ chuẩn cao đẳng lên theo chuẩn Úc, đúng không ạ? Và có 3 năm kinh nghiệm, đúng không ạ? Thì cái đó cũng again cũng vẫn là một câu hỏi mà phải có thông tin chi tiết thì chúng ta mới trả lời tương đối chính xác được. Rồi, như vậy thì chúng ta đã đi đến câu hỏi cuối cùng của livestream ngày hôm nay. Rất cảm ơn Tuấn và Tâm đã dành thời gian để đồng hành cùng với anh trong những chuỗi livestream của BT Halber, chia sẻ về du học, định cư và cuộc sống tại Úc. Rất là mong sẽ được gặp lại Tuấn và Tâm trên một cái livestream khác ở những chủ đề khác. Còn bây giờ thì
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chuỗi livestream lần sau. Bye bye. Ok, rồi cảm ơn anh Huy, rồi chào mọi người. Cảm ơn các anh, chào mọi người. Chào mọi người nha.